Cảm ơn người, kính thưa ban tổ chức, báo cáo với toàn thể hội nghị rằng hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của tôi trong cái việc đánh giá cái vị trí của phim X-quang phổi quý ước trong cái chẩn đoán hình ảnh đương đại hiện nay. Chúng ta được biết rằng là phim X-quang quý ước thì chúng ta được chụp rất là nhiều. Ở mỗi một bệnh viện thì tôi tin là có khoảng 6-70% các cái phim X-quang được chụp đó là phim X-quang phổi. Chúng ta có thể chụp phổi để khám nghiệm cơ bản là mỗi bệnh nhân nào vào viện thì cũng kiểu gì cũng phải có một cái phim chụp phổi, rồi khám sức khỏe trong tuyển dụng, rồi trong lái xe, rồi vân vân đi học, khám sức khỏe theo dõi định kỳ, theo dõi quá trình điều trị, rồi khám tại các cơ sở y tế hoặc là khám lưu động, nó có thể là khám bất kỳ nơi nào. Bây giờ người ta còn cho lên cái xe đi chụp X-quang lưu động. Thế vậy mục tiêu của chúng ta chụp phổi từ trước giờ vấn đề làm gì? Thì kinh điển mà nói trước đây chúng ta vẫn khám sàng lọc, đại đa số được khám sàng lọc lao là chính thôi. Nhưng mà gần đây thì rất nhiều các cái gói khám sức khỏe thì thực sự người ta lại không quan tâm nhiều đến lao, người ta lại nghĩ nhiều đến ung thư nhiều hơn. Hoặc là cái khám để khám bệnh nghề thì chúng ta cũng đã được khám rất là lâu rồi, và chúng ta cũng đã đòi hỏi các cái nhà điện quang phổi là sẽ phải chụp gần như là chụp sàng lọc rồi. Các cái công nhân mà làm việc trong môi trường bụi cũng phải chụp phổi. Nếu như mà cái tổn thương phổi mà nó cứ to như thế này thì đúng là thực sự không có gì để chúng ta cần phải nói nữa. Thế nhưng mà ví dụ như thế này, chúng ta có thể nhìn thấy đối với hình ảnh như thế này thì cũng là bình thường, phim phổi bình thường chúng ta không có gì phải quan tâm. Thế nhưng mà đối với cái phim như thế này thì sao? Thì tôi tin rằng là các nhà lâm sàng ở đây sẽ nhận được rất nhiều các cái câu trả lời từ các phim X-quang. Ngày xưa thì người ta cứ hay nói là mấy anh chẩn đoán hình ảnh là nói nháy nháy, là chẩn đoán thì nói lung tung, không rốn phổi đậm thì cung động mạch phồng, thì nó cũng có nhiều cái chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, mà bản thân chúng tôi là các nhà làm hình ảnh cũng phải suy nghĩ. Bởi vì là đưa một cái phim lên cho hai ông bác sĩ khác nhau đọc thì nó đã ra hai cái thông tin, có thể nó sẽ không giống nhau hoàn toàn. Thế hoặc đưa chính cái phim đấy cho cái ông bác sĩ đấy đọc ở hai thời điểm khác nhau đủ lâu để ông có thể quên đi cái phim cũ, thì nó cũng ra những cái thông tin có thể nó không giống nhau một cách hoàn toàn. Thế chính vì thế nó giống như thế này, mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái hình ảnh một cái đám mây thôi. Chúng ta có thể nhìn ra là hình ảnh con chó, hình ảnh con mèo, hình ảnh con khủng long. Đôi khi thì nếu mà ai mà người yêu địa lý thì bảo đây là đất nước Anh theo cái bản đồ. Thế và một cái hình ảnh rất là quen thuộc, nếu như các nhà chuẩn đoán hình ảnh xem cái quyển sách của Monier thì mới thấy rằng là bây giờ câu hỏi đặt ra là vợ bạn hay là mẹ vợ bạn. Trên cùng một bức ảnh này thôi, chúng ta có thể nhìn thấy là hai con người. Chúng ta có thể nhìn thấy một cô gái trẻ với cái mắt rất là đẹp đây, rồi thì có một cái tiara trên đầu, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một bà cụ, cái mắt thì hõm sâu, cái mồm thì không có răng mà có cằm thì nhọn ở đây, vân vân. Thì đấy chính là chẩn đoán hình ảnh, tất cả những cái gì chúng ta có thể nhìn thấy đấy và chúng ta có thể đều nói nó ra được. Chính vì thế cho nên cùng một cái phim chúng ta đưa cho một vài người khác nhau, có thể người ta có những cái góc nhìn khác nhau. Thế vậy giá trị của phim này nó nằm ở đâu? Năm 1979 thì Ben Felsen, ông nguyên là chủ tịch hội điện quang hô hấp khu vực Bắc Mỹ, thì ông có đưa ra cái nhận xét rằng là sau nhiều năm thử nghiệm và làm việc thì ông có thể chẩn đoán phân biệt được các cái tổn thương phổi lan tỏa trên phim quý ước ở hầu hết các bệnh nhân. Đấy là bản thân ông ấy. Và ông cũng thấy rằng rất khó truyền đạt cho người khác cũng có thể làm được tương tự như vậy. Một thực tế, một số đồng nghiệp khá thành công của Felsen cũng có những quan điểm khác hẳn nhau khi mà phân tích trên cùng một phim phổi. Chính vì thế rất nhiều người cho rằng là tổn thương phát hiện trên phim phổi chuẩn không đáng tin cậy và nó cần phải bị cấm một cách tổng thể. Đây là một câu chuyện gì mà tại sao khi cấm nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm suốt từ rất lâu nay rồi mà chúng ta vẫn cứ chụp phim phổi. Thế vậy thì thế giới này nói gì về cái phim X-quang thường quy? Chúng ta thấy rằng là đây là một vài các cái thông tin trên tạp chí, chúng ta thấy rằng là phim X-quang phổi nó có một cái độ, tất nhiên trong những cái sàng lọc, ví dụ sàng lọc lao phổi chẳng hạn, thì nó có cái độ nhạy thì cũng còn tương đối tốt, nhưng mà cái độ đặc hiệu thì nó sẽ không được tốt lắm. Trong đánh giá cái tìm xem cái tổn thương hạch ở trung thất hay hạch rốn phổi thì phim X-quang phổi cũng đưa ra những thông tin khá là thiếu chính xác. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng là cái độ đặc hiệu của cái phim X-quang phổi rất là thấp trong cái việc đánh giá các cái tổn thương trên phổi, đặc biệt những tổn thương khá là tế nhị. Và chúng ta cũng thể thấy đối với ung thư hoặc là những tổn thương khác thì sao? Đối với viêm phổi thì chúng ta biết rằng là khó có thể phân biệt được các cái hình thái của viêm phổi. Đối với ung thư phổi thì một câu chuyện rất là đau lòng là chúng ta chỉ có thể phát hiện ra khoảng độ 30% các cái ca ung thư phổi khi mà chúng ta khám sàng lọc trên phim X-quang thường quy thôi.
trong đó chúng ta bỏ sót rất là nhiều, mà những ca mà chúng ta chẩn đoán được thì phần lớn là những ca chúng ta đã không có thể làm được gì nữa rồi, ở cái giai đoạn quá muộn rồi. Thế vậy đặt ra là phim X quang phổi chúng ta giúp được ở cái việc gì? Chúng ta biết rằng khoảng 90% các cái ca mà chụp phổi nó đều có các cái, chúng ta nhìn thấy đây, các chẩn đoán ung thư phổi có thể chúng ta có những cái lỗi đến 90% các cái ca. Thế vậy giá trị của phim X quang phổi như thế nào và tại sao chúng ta cần phải bàn vào ngày hôm nay? Thì tôi muốn đặt ra vấn đề này bởi vì là nó là một kỹ thuật chúng ta chụp rất nhiều ở các bệnh viện hiện nay, cho phép định hướng cho chẩn đoán lâm sàng. Nó cũng không phải là có vai trò gì quá quan trọng. Bây giờ chúng ta phải nhìn nhận lại cái vai trò của nó ở chỗ nào, chứ không phải là cứ chụp một cái phim và tin tưởng vào cái phim ấy một cách hết sức là mù quáng là cũng không được. X quang quy ước luôn luôn tiềm ẩn những cái sai sót do chủ quan con người. Nó không phát hiện ra những bất thường hoặc là nó bỏ sót những cái tổn thương ung thư phổi, mà đặc biệt là những cái ung thư phổi nguyên phát. Rồi chúng ta không biết được cái phân biệt cái tổn thương là gì, nó nhầm lẫn giữa các bệnh có đặc điểm hình ảnh giống nhau, hay nó bị trồng lấp ở các cái mô khác nhau, kể cả là mô lành. Anh ơi, anh có nghe rõ không? Các yếu tố về đặc điểm tổn thương nó cũng làm cho chúng ta chẩn đoán nó khó khăn. Ví dụ như vị trí của tổn thương ở các vị trí khó khăn chúng ta có thể bỏ sót, hoặc là kích thước của tổn thương nó nhỏ quá chúng ta không thấy được, đậm độ của tổn thương nó mờ nhạt quá, hoặc nó lẫn vào các tổ chức làm chúng ta cũng khó có thể phát hiện được. Rồi hình dạng của tổn thương đôi khi nó không phải mang một cái hình dạng điển hình giống như tròn như u hoặc là tam giác như cái viêm phổi để chúng ta phát hiện, mà đôi khi nó là những cái tổn thương hết sức là không điển hình. Rồi các yếu tố về mặt kỹ thuật, chất lượng hình ảnh là yếu tố khá là quan trọng. Cái này đối với những nhà X quang đọc chẩn đoán hình ảnh chúng ta có thể nhìn thấy là cái chất lượng hình ảnh nó ở đâu. Nhưng đôi khi một số nơi thì các cái hệ thống phim nó chuyển về các bác sĩ lâm sàng, hoặc là hệ thống PACS có thể chuyển về lâm sàng. Các bác sĩ đọc nhiều khi chỉ cứ tập trung vào bệnh mà quên mất cái việc đánh giá cái chất lượng của phim nó ở chỗ nào. Rồi môi trường đọc phim, chúng ta đọc phim trên một cái đèn đọc phim nó khác, đọc phim trên hệ thống PAC nó khác. Rồi chất lượng màn hình đọc phim, hiện nay chúng ta phần lớn là sử dụng cái màn hình PC để đọc phim, nó không thực sự đạt được một cái yêu cầu để về mặt chẩn đoán nữa. Chính vì thế nó cũng tạo nên những cái sai sót. Thế còn đấy là yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan là sao? Mệt mỏi, bực dọc, một ngày đọc khoảng 20 cái phim, 30 cái phim chắc ổn, nhưng một ngày đọc khoảng 200 cái phim. Như theo tôi biết hôm nay, như chỗ anh Trung ấy nói, Bạch Mai một ngày chụp đến mấy nghìn tờ phim ấy, mà đọc thì cũng thấy nó cũng xoắn lên đấy chứ không phải đơn giản. Mà cái việc sai sót là việc cũng thể khó tránh khỏi được. Rồi thì các yếu tố ảnh hưởng đến cái, ví dụ chẳng hạn sự thiên vị, ví dụ chẳng hạn như mình nhìn thấy, mình cố gắng mình ấy nghĩ đến một cái tổn thương nào đó, xong mình cứ thiên vị về cái tổn thương đấy và mình quên đi mất một cái khía cạnh khác của nó. Rồi thì không quan tâm đến giới, rồi tuổi, vân vân. Rồi thì đôi khi tổn thương, có nhiều tổn thương trên cùng một phim thì chúng ta hay tập trung quá nhiều vào một cái phim, trong khi lại bỏ một tổn thương mà lại bỏ quên mất là những cái tổn thương khác nó nằm ở đâu. Rồi thì những kiến thức cũng như kinh nghiệm của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, rồi các thông tin về lâm sàng, về tiền sử bệnh nhân. Rồi thì đôi khi chúng ta cần phải gặp và tư vấn bệnh nhân chúng ta mới có thể biết được. Thế vậy nội dung chính của tôi hôm nay thì chỉ có 3 vấn đề chính và một vấn đề phụ. Vấn đề chính là tôi nói đến là cái tổn thương có mà không thấy. Thứ hai là tổn thương thấy mà không có. Và tổn thương thứ ba là có thấy nhưng mà không biết nó là cái gì cả. Và cuối cùng là chúng ta làm cái gì để chúng ta cải thiện được cái tình trạng của nó. Thế đầu tiên tôi muốn nói đến cái tổn thương là nó có tổn thương mà chúng ta không thấy. Thế vậy nó như thế nào mà chúng ta lại không thấy? Thường là nó ở các cái điểm mù mà chúng ta không thấy. Rồi thì tổn thương nó quá nhỏ, hoặc là nhiều tổn thương, hoặc nó nằm mà che lấp bởi vì các cái cấu trúc giải phẫu, hoặc là những một tổn thương ví dụ như là gãy xương sườn nhưng mà nó ở cái bệnh nhân bị loãng xương và đôi khi nó không di lệch chúng ta khó có thể thấy được. Ví dụ trường hợp này chúng ta có thể nhìn thấy. Trên phim này tôi chả tin là ai có thể nhìn thấy được. Thế bản thân sau khi mà có hình ảnh hình ảnh CT đây, quay trở lại nhìn trên phim X quang thường quy thì cũng thực sự là rất là khó khăn, không thể thấy được thì đúng hơn. Thế nếu như trong trường hợp này mà không được chụp CT mà cứ chờ cho thấy cái tổn thương ở trên phim X quang phổi rồi mới chẩn đoán thì bệnh nhân là quá muộn rồi. Hoặc cái tổn thương thứ hai này, tổn thương này thì mình không thấy cũng chẳng phải lỗi của mình, là do lỗi của tạo hóa thôi, bởi vì là ai bảo tổn thương nó lại mọc ở phía sau cái bóng tim. Vì chúng ta nhìn thấy cái gì đây không? Chả thấy gì đây, nhưng mà rõ ràng là có tổn thương ở trên phim cắt lớp vi tính. Đây là nó hiện tượng trồng lấp, cái này nó rất là khách quan thôi. Trường hợp tổn thương này quá nhỏ, chúng ta không thể thấy được. Trên phim X quang chúng ta thấy gì không? Cơ bản là không thấy, kể cả trên cắt lớp vi tính chúng ta đã thấy nó rồi. Mà quay trở lại nhìn trên phim X quang thường quy chúng ta cũng không hề nhìn thấy tổn thương. Đây là tổn thương quá nhỏ. Hoặc là những tổn thương cũng tương tự như tổn thương lúc nãy thôi, không có gì là đặc biệt. Chúng ta nhìn thấy ở trên này chúng ta có thể thấy một cái gì đó mờ mờ ở đây. Thế mà trên phim nó đã là một cái tổn thương gì đó nó là khá rõ ràng rồi. Thế vậy cái giá trị của phim X quang tim phổi nó cũng chỉ ở một cái độ giới hạn. Ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy những cái tổn thương gì ở đây. Chúng ta khó có thể nhìn thấy được tổn thương ở đây. Có thể thấy hình như là có một cái gì đó nó mờ mờ ở đâu đó chỗ này thôi, không đặc hiệu. Trên này thì thấy hình như có cái bóng gì đó nó ở phía sau, nhưng mà thực tế ở trên này nó là khá là rõ ràng. Cái tổn này nó ở thành ngực thôi, mình không thấy được.
Đấy, nhưng mà khi mà ví dụ như là bệnh nhân chụp ở cơ sở của tôi ở Thái Nguyên này mà không thấy, xong rồi xuống anh Trung anh cũng không chụp này đâu, anh chụp cắt lớp của anh thấy, anh thế là bệnh nhân bảo đấy may mà xuống đây gặp ông Trung chứ không ở trên kia thì rất là không ổn. Ví dụ vậy thì chúng ta rất sức là cảnh giác với cái giá trị của phim, và các bác sĩ lâm sàng hết sức là thông cảm rằng là giá trị của phim X quang thường quy nó chỉ có đến thế thôi. Và trường hợp này thì là một cái rất là thường gặp, hầu hết mà tôi dám khẳng định là chúng ta sẽ bỏ sót rất rất nhiều. Bệnh nhân bị chấn thương ngực cứ kêu đau ngực ấy, đi khám mà khi mà chụp một cái phim lồng ngực, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cắm phim lên hoặc là mở lên bắt đọc không thấy hình ảnh xương sườn, gãy xương sườn, nhưng mà thực chất là bệnh nhân đau. Và khi mà chúng ta sẽ, đại đa số thì chúng ta sẽ phải hỏi xem bệnh nhân đau ở chỗ nào và tập trung, thì những trường hợp như này chúng tôi sẽ phải khám siêu âm. Và lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta bỏ sót rất nhiều cái trường hợp bị gãy xương sườn khi mà chỉ tin tưởng vào mỗi cái phim X-quang. Chúng ta phải đánh giá trên lâm sàng và đồng thời chúng ta phải dùng các phương pháp khác để chẩn đoán, kể cả là cắt lớp vi tính cũng bỏ sót ấy, còn bỏ sót nhiều hơn ấy. Cho nên siêu âm vẫn là giá trị tốt trong chẩn đoán gãy xương sườn. Nên mọi người lưu tâm đến cái việc là nếu thấy đau khu trú mà lại không thấy trên phim X-quang thì nên chỉ định làm siêu âm. À, đây cũng là một trường hợp khác, cũng là không nhìn thấy gãy xương sườn ở trên phim X quang đâu, nhưng mà đến lúc mà chẩn đoán ra được thì nó đã can rồi. Thì đây là cái điều mà chúng ta hết sức là quan tâm khi mà chúng ta đánh giá những phim chấn thương ngực. Thế tôi xoay sang cái tổn thương, cái hình ảnh thứ hai, tức là thực sự là chúng ta nhìn thấy ở trên phim đấy nhưng mà nó có thực sự là tổn thương hay không. Nó có thể là những tổn thương ở thành ngực, nó có trên cơ thể đấy, có thể là một cái u ở dưới da hoặc là xương sườn vân vân, hoặc là những cái cản quan khác ở thành ngực, ví dụ bóng vú hoặc là túi ngực vân vân, rồi thì cản quan ở ngoài cơ thể. Nhiều khi các anh kỹ thuật chụp nhiều quá không chịu bỏ quần áo của bệnh nhân, không chịu bỏ áo bệnh nhân ra, chụp cả thế là lẫn hết các thứ ở trên đấy, từ huy chương huân chương cho đến mấy cái logo có trên hết, chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là một trường hợp chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng cái tổn thương ở trên phim X quang thường quy, hướng thẳng một tổn thương tròn nằm ở ngay chỗ chồng một phần xương đòn phía bên trái này. Thế nhưng mà chụp cắt lớp, thực sự bệnh nhân chụp cắt lớp tôi không thấy tổn thương nằm đâu cả. Nhưng mà tình cờ xem lại đây chính là một cái hình ảnh. Rất xin lỗi là cái hình ảnh nó rất là mờ nhạt. Có bệnh nhân có một cái u ở đây, nó giống như là cái u sợi thần kinh nó phồng ra thôi. Thế là nhìn thấy tổn thương mờ. Thế mà cái lớn hơn nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta nhìn thấy chụp rất là mờ ở đây. Nếu mà không biết gì về bệnh nhân này mà nhìn thế này thì cũng lo đáng ngại đấy. Nhưng mà thực chất bệnh nhân này có được cấy một cái túi ngực mà trên siêu âm chúng ta nhìn thấy rất là rõ ở đây. Thế nếu chỉ trên một cái tờ phim không mà không phối hợp với các kỹ thuật khác, không hỏi bệnh nhân, không nắm gì về tiền sử người ta cả, thì chắc chắn là các bác sĩ kể cả chẩn đoán hình ảnh cũng như là những người khác xem phim đều có thể đưa ra những kết luận hết sức là sai. Hoặc trường hợp này chúng ta có thể nhìn thấy cũng tương tự như vậy thôi, mờ hết cả hai đáy phổi này, nhìn thấy chả hoảng à, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng hai cái túi ngực này nó đã đóng góp rất nhiều vào cái việc làm mở hai cái đáy phổi này, làm cho bệnh chúng ta có thể bị nhầm lẫn. Nhiều khi bệnh nhân cũng còn lo lắng oan về chúng ta nữa. Hoặc là trường hợp như thế này, mọi người có thể nhìn thấy, cái này thì nó đơn giản hơn thôi, cái núm vú thì cái này là bài nào thì cũng nói thật, nhưng mà không phải là người đọc phim đều là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, có thể người ta sẽ không để ý. Đôi khi nhìn thấy một cái nốt như này là cũng đặt ra một câu hỏi, đôi khi chỉ cần buột miệng nói với bệnh nhân là cái này là cái nốt gì đây thì lập tức người ta đã lo rồi. Cho nên mình cũng cần phải cân nhắc nhìn sang bên đối diện. Bởi vì khi mà kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh của chúng ta nó chưa tốt thì khi người ta chụp tì ngực một bên nó rõ, một bên nó không được tì tốt vào cái giá chụp phổi thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh nó không rõ nét. Hoặc là trường hợp không bỏ các cái vật liệu ở trong túi ra, chúng ta có thể nhìn thấy mấy cái miếng kẹo cao su nằm ở đây, nó cản quang mà nó bằng kích thước luôn với lại cái xương sườn này, rất dễ nhầm tưởng là một cái mảnh của gãy xương sườn nó nhô ra đấy. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy cái này cứ tưởng là hai kẻ thượng đòn nhưng thực chất là một cái búi tóc. Hoặc là trường hợp này đây là một cái búi tóc của một cô gái rất là xinh đẹp, họ bện tóc rất là đẹp như cái bện thừng, và đây là cái hình ảnh cái dây buộc tóc mà tôi mất rất nhiều thời gian tôi biết nó là cái gì. Thế thì đấy là cái hình ảnh. Xin lỗi là không hiểu sao nó lại bị... Và đây là một trường hợp khác, chúng ta nhìn thấy cái tổn thương ở trên thành ngực ở đây và nó làm cho chúng ta nhìn thấy nó mờ ở đây. Chứ nếu mà chúng ta không có cái hình ảnh này mà cứ đọc cái hình ảnh này không ấy, thì lại nghĩ là tổn thương nó ở phổi. Nhưng tất nhiên dù sao thì chúng ta cũng còn phát hiện ra được tổn thương. Trường hợp này thì còn trớ trêu hơn nữa là chúng ta nhìn thấy đây là bệnh nhân, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là tổn thương mờ ở đây. Thế nhưng mà câu chuyện là do chúng ta để nguyên áo ngực của bệnh nhân cho nên nó ép hai cái vú vào phía trong, cho nên nó tạo nên tăng cái độ cản quang. Và khi này chúng tôi chỉ cần thả rông nó ra một cái là lập tức là không thấy còn tổn thương nó ở đâu rồi. Thì cái này là cái rất dễ mắc phải. Tương tự như vậy, trường hợp này cũng thế, chúng ta nhìn thấy nó mờ ở đây.
ai biết nó là cái gì, nhưng mà chỉ cần thả bỏ cái áo ngực ra nó là câu chuyện nó hoàn toàn khác. Cho nên là các nhà chẩn đoán hình ảnh cũng lưu tâm đến cái việc là kỹ thuật để chụp cho đúng, và các nhà lâm sàng cũng hết sức cảnh giác với các cái bẫy này. Cái thứ ba là tôi muốn nói đây là thấy mà không biết nó là cái gì. À, nó có thật đấy, nhưng mà nó là không biết là cái gì, nó có thể là một cái tổn thương gì đó, nó bị lẫn sang nhau thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, trên này chúng ta nhìn thấy mờ ở phía thùy dưới của phổi bên phải đây, và góc sườn hoành bên này hơi tù, rất là dễ chúng ta bảo góc sườn hoành tù nó có trần dịch màng phổi mờ đấy, nó có cái khối u ở đây, nhưng mà đây là u hay đây là viêm ở chỗ này, nó chồng lấn với nhau rất là khó trên phim X-quang thường quy, mà nếu không có CT thì không. Cái này thì còn tồi tệ hơn nữa, nếu chúng ta chỉ nhìn thấy mờ không đều, có xen kẽ những vùng sáng rồi những cái vùng mờ ở phía dưới rồi giảm thể tích phổi, nhưng chúng ta không biết nó là cái gì, thực sự là như thế, mà không biết là cái gì thì nó sẽ định hướng sai cho quá trình điều trị của các bác sĩ. Nhưng nếu chụp cắt lơ vi tính ra thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng giãn phế quản, nó giãn phế quản thể túi như thế này, mà nhìn như là chùm nho, có cả mức dịch hơi ở trong phế quản, thành phế quản dày, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ở bên này, cũng tương tự như vậy thôi, thì rõ ràng nó sẽ định hướng tốt hơn cho các nhà lâm sàng để chẩn đoán. Thế nếu như chúng ta mà cứ chỉ có theo dõi trong điều trị xong lại chụp một phim X quang nữa để theo dõi, thì tôi tin là để cái hiệu quả điều trị nó sẽ không thể cao được. Cũng giống như cái ca vừa rồi thôi, chúng ta có thể nhìn thấy gì ở đây, trên này, một cái vùng mờ này trông cũng có thể giống như là một tổn thương đông đặc, cũng có thể giống như khối u, cũng có thể vân vân, rất nhiều cái, có cả phế quản chữ khí ở đây, nhưng chụp lên thì đúng là giãn phế quản, xẹp phổi vân vân ở đây. Cũng bệnh nhân này thôi, bệnh nhân này rất là mới của tôi. Trên này thì bảo rốn phổi rộng đúng không? Nếu mà X quang thì bảo rốn phổi rộng, nên cơ sở thế rồi rộng chắc viêm phế quản rồi, thôi điều trị kháng sinh, nhưng mà chụp cắt lớp lên mà như thế này thì điều trị kháng sinh kiểu gì được. Thế vậy thì phim X quang phổi giá trị của nó ở chỗ này. Đây là câu chuyện rất là buồn. Khi mà chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân được chụp X quang phổi thường quy, sau đó bác sĩ lâm sàng điều trị và cho chụp lại sau 3 tuần sau là bảo tổn thương nó nhỏ lại, tốt đấy. Nhưng không phải, cái này ung thư phổi. Lúc bấy giờ nó mới lộ ra nguyên hình cái khối u nó nằm ở đâu. Nếu chúng ta chụp cắt lớp thì chúng ta đã chẩn đoán được sớm hơn rất nhiều rồi. Trường hợp này thì chúng ta nhìn thấy có gì đặc hiệu ở đây, nhìn thấy chỉ thấy mờ mờ đây, mờ mờ ảo ảo, nhưng khi chúng ta chụp cắt lớp vi tính lên thì chúng ta thấy nhìn hình ảnh kính mờ hết sức là nhiều, nằm kín hết cả hai bên phổi như thế này. Thì đây là cái tổn thương bệnh lý phổi kẽ mà chúng ta có thể nhìn thấy trên phim X quang thùy khuyết, không chúng ta không thể thấy được, chỉ có dấu hiệu gợi ý thôi. Hoặc đơn giản như một trường hợp này, nếu nhìn thoáng qua thì bảo có thể là một cái phình động mạch chủ ngực chẳng hạn, bệnh quay động mạch chủ, hoặc có thể là một cái kén ở đây chẳng hạn. Nhưng nếu chúng ta không chụp cắt lớp chúng ta không biết được. Trường hợp này là một cô gái 16 tuổi, nó là một cái kén nước ở đây thôi, sau khi mổ xong thì hết. Nhưng mà nếu mà nhìn này thoạt qua, nhìn thoáng qua cái phổi chết rồi, hình như là động mạch chủ có vấn đề gì không. Rồi thì đây chúng ta có thể nhìn thấy cũng tương tự như vậy. Tôi muốn lướt qua một chút. Trường hợp này chúng ta nhìn thấy ở cắt ở hai cái mức độ khác nhau, chúng ta nhìn thấy trên này trông như bình thường đúng không? Nhưng mà chụp dưới này chúng ta nhìn thấy giãn phế quản rất là nhiều. Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, chụp phim bình thường không thấy phù hợp, chúng ta vẫn nên chụp cắt lớp vi tính. Tương tự như thế ở bên này cũng không có gì đặc biệt cả. Thế vậy làm thế nào để chúng ta hạn chế một cách sai sót? Cái thông điệp mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải chụp đúng tư thế, đúng kỹ thuật, tóm lại phải đúng kỹ thuật, đúng tư thế, đúng các thông số, và nắm được các thông tin về lâm sàng của bệnh nhân. Năm 2001 khi mà tôi còn học tập ở bệnh viện Hoàng gia Perth thì ông giáo sư bên đấy là ông David Cameron, thì ông có dặn là trước khi cầm vào một cái phim phổi đọc thì nên hỏi 3 câu hỏi, tự mình hỏi cho mình thôi, là mình đã biết chưa. Một là tình trạng lâm sàng của bệnh nhân có tệ quá hay không, có suy giảm miễn dịch hay không, bệnh nhân có tiền sử nghề nghiệp gì hay có thói quen gì đặc biệt hay không, ví dụ chẳng làm nghề liên quan đến bụi phổi vân vân, hoặc là thói quen như là nuôi chim nuôi cò, hoặc là hút thuốc lá nhiều vân vân, thì đấy là những cái thói quen. Hoặc là bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc, có đang dùng thuốc gì không, ví dụ amiodarone hoặc cyclophosphamide hoặc là các cái thuốc điều trị huyết áp hiện nay chẳng hạn, hoặc là có bệnh toàn thân gì không, ví dụ như là bệnh toàn thể như viêm khớp dạng thấp, rồi viêm da cơ, hoặc là xơ cứng bì toàn thể vân vân. Thì tất cả những thông tin đấy hãy đến với đầu chúng ta trước khi chúng ta đọc phim. Mà chúng ta phân tích phim một cách chi tiết theo một cái quy trình, thì quy trình mỗi người sẽ có một quy trình khác nhau, thì thường thường có thể là từ trung thất ra rốn phổi, màng phổi, nhu mô phổi, thành ngực vân vân, hoặc ngược lại, có thể tùy theo mỗi người có một quy trình riêng của mình. Rồi chúng ta cần chi tiết và quan tâm đến từng các điểm mù của nó, quan sát cái phim cũ, cái này rất là quan trọng đối với hệ thống PAC hiện nay, nó giúp chúng ta có thể lưu được các cái phim cũ để chúng ta có thể so sánh được xem có sự thay đổi gì không, phối hợp với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như là cắt lớp vi tính hoặc là siêu âm rất là quan trọng để cho chúng ta tránh bỏ sót các tổn thương. Và chúng ta nên xem một cái phim thực sự bình thường. Ví dụ nếu chúng ta muốn xem một cái loạt phim phổi, chúng ta hãy lấy một cái phim nào mà chúng ta tự cho là bình thường nhất, cắm ở bên cạnh ấy,
xong chúng ta sẽ đọc những phim khác và sẽ có một cái để chúng ta so sánh thực sự là tốt hơn rất nhiều. Và cho đến bây giờ đối với cái sự hỗ trợ công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tôi tin rằng nó có thể một ngày nào đấy sẽ hỗ trợ chúng ta để phát hiện những cái tổn thương một cách nhanh, mặc dù nó không giúp chúng ta chẩn đoán được là cái gì, nhưng ít nhất chúng ta đã hạn chế cái bỏ sót của tổn thương. Và CT phổi liều thấp thì cái phần CT phổi liều thấp này tôi tin là buổi chiều hôm nay hoặc là mọi người sẽ được nghe cái phần này. Thế vậy phân tích phim theo quy trình thì một cách ngắn gọn thôi, chúng ta đừng để mắt nó nhảy nhót ở trên phim, mà chúng ta hãy theo một cái quy trình, một cái trình tự nào đó, dành ít nhất là 30 giây cho một cái phim và chúng ta quan sát các cái điểm mù ở trên này. Đây là các cái điểm mù mà chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như là ở trung thất, vòm hoành, rồi thì đỉnh phổi này, rốn phổi vân vân, là những cái nơi mà tổn thương dễ bị che lấp bởi các cấu trúc giải phẫu. Trí tuệ nhân tạo đây là một cái câu chuyện hết sức là gần thôi, là hiện nay người ta đã sử dụng cho máy tính học sâu các cái hình ảnh phim mà người ta nó nhận biết được là đâu là tổn thương bất thường, nó đánh dấu ở đấy cho mình. Thì đây là một cái câu chuyện khá, đây là cái hình ảnh rất là mới mà tôi hôm trước trong cái cuộc họp với lại cái công ty VinBrain thì họ có đưa cho chúng tôi cái hình ảnh như thế này. Và đây là cứ là họ cứ đưa cái phim này vào là đánh dấu ngay các vị trí bất thường ở đây. Thế từ đấy các bác sĩ mới vào đi vào đấy để nhìn xem và phân tích, hoặc sau đó lại phối hợp các phương pháp khác. Thì theo các nghiên cứu, như có một cái nghiên cứu ở trên tạp chí JAMA năm nay luôn, thì cho rằng là chúng ta thấy rằng là đây là so sánh giữa các bác sĩ nội trú đang đọc phim và đây là trí tuệ nhân tạo, thì thấy rằng là trí tuệ nhân tạo với lại giữa các bác sĩ nội trú là cơ bản là nó không có sự khác nhau lắm, mà một số ví dụ như độ nhạy thì các bác sĩ nội trú còn không thì nhạy hơn là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà đến độ đặc hiệu thì trí tuệ nhân tạo là đặc hiệu hơn đấy. Thế thì thấy rằng nếu chúng ta phối hợp cả bác sĩ và trí tuệ nhân tạo thì tôi tin là hiệu quả điều trị chúng ta tốt hơn. Thế còn CT phổi liều thấp thì chúng ta biết rằng nó là một cái rất là hot trong những năm gần đây. Nếu chúng ta search PubMed thì ngày hôm kia tôi search thì tôi thấy rằng có rất nhiều các cái, có đến hơn 1.000 bài, trong đó những năm gần đây là rất là nhiều đây. Và đây tất cả các cái guideline, kể guideline Mỹ năm 2013 thì cũng cho rằng là chúng ta cần phải sử dụng CT liều thấp để tìm các cái tổn thương ung thư trong những nhóm bệnh nhân yếu tố nguy cơ, ví dụ như là hút thuốc lá trên 30 gói trong một năm vân vân, thì cái này nó nằm trong guideline rồi. Và chúng ta thấy rằng các nghiên cứu cho thấy rằng là đây là một nghiên cứu của Nhật Bản năm 2015 thì cho rằng là đã giảm tới 20% cái tỷ lệ tử vong do ung thư phổi, bởi vì chúng ta đã chẩn đoán sớm được khi sử dụng CT liều thấp. Thế để kết luận thì chúng ta biết là giá trị của phim X-quang nó đôi khi nó làm cho chúng ta rất là khó khăn trong chẩn đoán, có mà không thấy, thấy mà không có, mà nhìn thấy có đấy mà không biết nó là cái gì. Thế thì tóm lại chúng ta vẫn phải chụp và đọc, bởi vì nó là rất là nhiều những cái mà chúng ta không thể bỏ được. Nó vẫn là khám nghiệm đầu tay, nó có độ nhạy khá cao trong phát hiện ung thư phổi, à trong lao phổi tôi biết. Đối lao phổi chúng ta có thể nó có đạt được cái độ nhạy tới gần 90%, nhưng một đặc hiệu thì nó không được cao lắm đâu. Nhưng đối với ung thư phổi thì độ nhạy của nó vô cùng thấp. Thế chúng ta cần phải đánh giá tốt các cái tổn thương. Hiện nay đối với X-quang thì nó đánh giá rất tốt tổn thương như tràn khí quang màng phổi, rồi thì sơ bộ đánh giá các hình thái tim trung thất, đánh giá tình trạng ứ khí phế nang sơ bộ thôi, rồi đánh giá tình trạng cột sống ngực thì khung xương sườn vân vân. Và nó vẫn là một cái công cụ để phân loại bệnh nghề nghiệp. Hiện nay ILO vẫn sử dụng phim X-quang thường quy là chính, CT vẫn chỉ là một cái gì đó nó để học hỏi thôi, chứ cũng chưa thực sự đưa vào chính thức đâu. Và sàng lọc lao phổi thì hiện nay vẫn được đánh giá cao, nhưng tuy nhiên sàng lọc ung thư phổi thì tôi không đánh giá cao lắm. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết là sai sót trên phim X-quang phổi là không thể tránh khỏi, và không nên kỳ vọng quá lớn vào một kết quả bình thường trên phim X-quang phổi. Đấy. Cho nên nếu chụp ở bình thường đừng có quá là tự tin. Đấy. Nên có kế hoạch sàng lọc tổn thương bằng CT liều thấp theo guideline, và nên đánh giá cái đáp ứng điều trị hoặc theo dõi tiến triển bệnh bằng CT, chứ cũng không nên sử dụng phim X-quang thường quy để mà đánh giá nữa. Đấy. Trí tuệ nhân tạo thì tôi tin là một ngày nào đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng tuy nhiên nó không thể thay thế được con người và không thể thay thế được công nghệ. Và một cái điều hết sức là quan trọng đối với các nhà quản lý là nên đầu tư cái màn hình đủ cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể đọc phim X-quang phổi. Đấy là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn.